Hello anh em, và chào mừng vì đã tới với channel của mình nha. Thì hôm nay lại chúng ta lại tiếp tục nhảy xuống cú cảng đây. Cảng đây là cảng gì nhỉ? Novo anh em ạ, quên. Úi dồi ôi, mình thấy khá nhiều team đáp xuống. Mình đáp hơi muộn anh em ạ, mình đáp hơi lỗi. Mình quên mất không để ý cái khoảng cách ấy, nên là đáp hơi muộn. Nhưng mà không sao anh em ạ, chúng ta vẫn có súng ở đây rồi. Có cái mũ ba, mình sẽ công sang luôn mấy cái ông ở bên này. Kiếm cái giáp hài này, cái này được rồi đấy, ngon lành rồi đấy. Mình sẽ công sang mấy cái ông này. Ô, có ông trước mặt, một thanh niên trước mặt, có một thanh niên chạy vào kho rồi. Kìa, bên trái mình có mấy ông đang nhảy trên thổng công kìa. Rồi, từ từ đã, mình phải xử lý từng team một anh em ạ. Đây đây, mình sẽ xử lý mấy cái ông này, mình sẽ vòng sang một góc rất là rộng như này, chắc chắn là mấy thanh niên này sẽ không nghe tiếng chân của mình chạy qua. Đây, biết ngay mà, biết ngay mà. Cái này thì vừa được cứu này. Rồi, ông này vẫn nhảy. Tại sao lại vẫn nhảy này? Đéo hồng. Trời ơi. Hồng cánh sen nhảy như thế này là chết này. Úi giời ơi. Thò cái gì xuống vậy? Bị bắn ngay đằng sau rồi, ông này vẫn nhảy nhót ở trên này ạ. Rồi, đồng đội qua. Gần mình rồi. À rồi, úi dồi ôi, nào bước ra đây. Rồi, như vậy là clear. Team này chỉ có 3 tên thôi anh em ạ. Có cây M4, mình sẽ đổi sang cây M4 để mình bắn cho nó phê anh em ạ. Trận này bắn M4 nha. Anh em mà đang xem tới đây rồi ấy thì đừng quên bấm like. Và ô, từ từ đã, có tên đến gần. Úi dồi ôi, đi đâu vậy thanh niên? Thì anh em đừng quên like và comment. Nói chung là comment cái gì cũng được. Đấy, vài video trước là mình cũng đã nhắc anh em rồi. Ồ, có một tiếng chân đằng sau. Một bốt rồi. Thì cứ gọi là cứ nhắc cho anh em. Ồ, đang định nói thì lại có team anh em ạ. Thì cứ phải nhắc cho anh em vài cái video thì lần sau anh em mới nhớ được đúng không? Nên là xem đến đây rồi thì bấm ngay like và comment ngay cho mình cái nha, để giúp cho video của mình được đề xuất. Mấy hôm nay là mình cũng thấy có tiến triển rồi, tất cả là nhờ anh em đấy, like rồi comment các kiểu đã. Từ từ, tiếng chân, ít nhất là 2 tiếng chân anh em ạ. Có một ông nhảy trên thùng nữa thì phải, mình nghe thấy tiếng nhảy. Đúng rồi, à không, chạy trong thùng thì phải, chạy trong thùng dưới. Rồi, đứng ke kìa, nòi kìa, nòi cái thùng ra này. Làm cái gì không biết. Rồi, các ông này bắt đầu ùa vào ăn mình rồi anh em ạ. Nào, bơi hết vào đây. Mình cần đất, mình cần đất. Này thì ngó này. Ôi trời ơi, sấy toàn vào đầu. Ông này chạy đi đâu đây? À, chạy ra ngoài à? Chạy ra ngoài đây làm cái gì? Ôi trời ơi, ông này chạy ra ngoài làm gì? Tự dưng như kiểu làm như người dưng không quen biết đấy, chạy vụt. Có tiếng chân nữa trong ạ. À đây này, nghe nhầm, mình lại nghe tưởng là cái khe bên phải, hóa ra lại khe bên trái anh em ạ. Nhưng mà không sao, chỉ là một con bot thôi, vẫn được cộng mạng anh em ạ. Ồ, có tên. À, lom dom à, lom dom người hay bot vậy? Người hay bot thì cũng phải cẩn thận anh em ạ. Tầm này à, rồi nhảy. Vậy là người rồi. Sao lại tự nhiên lại vẫn lòi ra một tên nhở? Tại sao lại lòi ra một tên nhở? Ồ, sao lại nhảy đi đâu vậy? Úi trời ơi, quả bom của mình công làm ông này giật mình. Khổ thân các bạn. Thôi bạn ơi, ra chơi game mới nha. Chúc bạn ra chơi game mới vui vẻ. Được rồi đấy, mình cũng nghĩ là thế này là ok rồi. Mình nút nhanh nhanh rồi mình sẽ đi săn người tiếp rồi. Ok, đi thôi anh em ơi. Đây đây, mình ra ngay cái thính ở đây. Ô, oh, có thằng chạy dưới khu nhà. Từ từ, xử cái thằng khu nhà trước. Xử cái thằng dưới khu nhà trước. Lại là cái con bot anh em ạ. Thế là lộ của mình rồi. Không sao, không sao. Chơi được hết anh em ạ.
bọn này nó bắn tận hai cái thính kìa. Ui dồi ôi, đây là thể hiện sự giàu có các kiểu đây. Từ từ, mình phải lựa một cái góc đẹp đã. Phải là góc chơi được thì mới mới công được anh em ạ. Mình sẽ vòng rộng ra một chút để có thể nhìn rõ. Đây đây này, ui, trên này có cái đồi đẹp thế. Lên trên này thì đúng là hốt bạc anh em ạ. Mình sẽ lên trên cao này, nhòm xuống. Kiểu gì chả nhòm thấy. Trên này mà không thấy nữa thì còn chỗ nào thấy nữa. Ui rồi, xe này, thính thiếc các kiểu anh em ạ. Rồi chạy kìa. Á à, cô ông đang nằm. Nằm cái gì ở đây? Một viên ca vào đầu. Nằm một viên nữa này. Gạt luôn anh em ạ. Gạt luôn. Rồi, có một tên bên phải, có một tên phải, gốc cây bên phải. Mình gạt được một tên rồi. Như vậy là mình nhìn ít nhất là ba thằng anh em ạ. Bây giờ mới quăng sầm mốc thì quá muộn rồi bạn ơi. Nước nôi đầy đủ đã anh em ạ. Rồi chạy qua khói kìa. Hiệu ứng nước các kiểu là nó cứ phải phun hết lên anh em ạ. Lại chạy phải. À lại chạy ra gốc chỗ cũ à. Thanh niên này cứ gọi là chạy đi chạy lại nhỉ. Ngó. À đây rồi. Ui, tại sao lại thò vào với bạn. Bạn thò ra khoảng 1 giây. Không, chắc khoảng 0,1 giây nữa thôi là đẹp rồi. Một giây nữa thôi. Đà ha. Ngáp anh em ạ. Đậu phộng. Đây là mình đang làm đêm đấy anh em. Ban ngày mình cũng hơi bận nên là mình toàn làm clip đêm không à. Đêm lại còn. May là đợt này mình chỉnh sang. Úi dồi ôi con bốt này. Đợt này là mình không chơi mấy ông Việt Nam nữa. Ôi thôi xong, mấy ông kia gạt mất của mình rồi. Nên là không gặp hack chứ. Chứ mọi lần mình làm clip nó cực lắm anh em ạ. Mình nói thật luôn. Khoảng đâu đó là cứ trung bình khoảng 10 trận đi là cũng gặp đến khoảng 2, 3, 4 trận hack rồi. Chưa tới bo 1, chưa hết bo 1 mà đã hết người bắn rồi. Nó nản thực sự. Còn vài trận kia thì trận được trận không, chắc chắn là không phải là trận nào mình cũng được top 1 đúng không. Kể cả YouTuber thì ai cũng thế thôi. Solo squad mà anh em. Có tiếng. Ủa ôi, ông này gần vào đến mình rồi. Rồi có một tiếng bên trái nữa. Rồi cũng gần lắm rồi anh em ạ. Tặng cho bạn giải nết này. Ui mấy ông này cũng công nết mình anh em ạ. À rồi, một ông chạy xuống rồi. Ủa ôi, đau đấy. Tặng cho bạn trái nữa. Ui. Ủ hết tài anh em ạ. Từ từ, mình phải xử được cái team này anh em ạ. Không thể bỏ mạng dễ dàng như vậy được. Rồi. Một ông vòng trái định móc mình này. Bạn định móc mình á. Bạn thì chết đi. Gạt luôn anh em ạ. Như vậy là mình gạt được hai ông rồi. Không biết là team này 3 hay 4. Cứ phải gọi là. Đây rồi, một ông. Từ từ đã anh em. Cứ phải vòng rộng thì mới chơi được mấy cái ông này anh em ạ. Không để cho mấy ông này lộng hành được. Mình cứ di chuyển liên tục như này. Làm sao mà bắt được vị trí mình. Làm sao bắt được vị trí mình. Ui ôi mù mắt. Ui hai tiếng súng lận. Ui ôi Linh ơi. Mình đang bắn cái quần què gì vậy. Mình đang bắn cái quần què gì đây. Trời ạ, à, hai băng ạ. À. Vô lý thực sự. Như vậy là team này đủ 4 anh em ạ. Một ông cầm Gloza nữa thì phải. Gloza ở dưới đúng không. Bắn ai không biết. Ui ông này có ốp luôn ạ. Mình xin cây ốp nha. Hai cái thính cơ mà. Như vậy là Gloza ốp các kiểu. Đây này, được rồi. Mình đang hết đạn anh em ạ. Mình ra cái xác này. Tiện mình sẽ lấy xe. Còn một ông nữa thôi. Lấy xe đi lùa
Cái tầm này là cực kỳ là hợp lý này. Ủa, cũng không có đạn rồi. Được rồi, 40 viên mình nghĩ đủ chơi. Lùa luôn anh em ạ. Đi xe thì dễ tìm, dễ nhìn thôi. Đây này, bên trái này. Ui dồi ôi, nằm này. Ui bạn ơi, bạn nằm gì ở đấy vậy? Đứng dậy mà bắn nhau như những thằng đàn ông đi xem nào. Chạy à? Này này này. Này thì chạy này. Ui dồi, thế mà không cán được ạ. Nhảy đi đâu? Nhảy đi đâu? Ui, cắt đủ hụt nam anh em ạ. Ui dồi ôi. Trời ạ, mình căn một hột đam pha đó. Không là ông này cũng to toang rồi. Ông ngoài bo rồi. Nút thôi, thôi được rồi, đi thôi anh em ơi. Vào trong bo. À đủ. Rồi, rồi hốc có tiếng. Mình phải gọi là tức tốc từ bên quân sự đấy chạy thẳng một phát vào bo luôn mà. Định đá qua cái thính nhưng mà bị đớp mất rồi anh em ạ. Có tiếng súng ở trong này. Chỗ cái nhà 3 tầng. Đây đây đây. Dừng ở đây là hợp lý này. Cực kỳ là hợp lý luôn này. Rồi bắn ai không biết. Ô oh, cái gì đấy. Ông này nằm đây làm gì đấy. Ui, nhà có không nằm. Bạn cứ nghĩ bạn tàng hình à. Ui rồi ôi bạn ơi. Mắt mình tinh lắm. Sao mấy ông này có cái gọi là có cái chiêu gì mà cứ thích ra cỏ nằm nhở. Trong nhà thủ thì tốt hơn không? Rồi quang sớm bốc cứu à? Mấy tên đây? Một tiếng chân ở trên này. Tặng cho bạn trái nết trước này. Tặng cho bạn trái nết này. À, ui dồi ôi. Thanh niên kia bỏ lên đến tầng rồi cơ à? Nhanh đấy, nhanh đấy. Thêm một trái nữa này. Rồi, bây giờ thì chuẩn bị công lên này. Ôi, ui ôi, quăng bom như thế này. Mình công nhanh tí nữa thôi là mình toang. Mình công nhanh tí nữa là mình toang. Rồi rồi, nhảy lên đầu, nhảy lên đầu. Ôi trời ơi, bạn nhảy lên đầu thì bạn sai lầm rồi. Bạn nhảy lên đầu thì bạn sai lầm rồi. Nhảy lên đầu là quá sai lầm. Bạn đứng bạn kê cửa thì ngon hơn. Nhưng mà thanh niên này lên kê ở trên đầu là sai rồi. Xem ông là mấy cái này có phụ kiện ra. Mình cần cái giảm giật, giảm thanh nắp vào M4 nó bắn nó chán đời lắm anh em ạ. Đây rồi, có giảm giật đây rồi. Ngon rồi. Ok. Bây giờ thì vào bo thôi. Xem bản đồ nào. Bản đồ xem là bo nó về đâu. Được rồi, mình vào cái khu ruin đấy anh em. Cái khu mà nhiều tầng ấy, nhiều nhà ấy. Đây. Vào đến đây là hợp lý rồi. Mình vào đến đây thì bọn nó bắn. Ồ, có xe. À rồi. Như vậy làm chắc chắn là có người trên đấy rồi. Trong đấy trong bo mà. Còn 4 tên nữa. Cùng một, ui rồi, cùng một team là chết tôi rồi. Cùng một team là chết rồi. Trong cái khu này phải hết sức đề phòng anh em ạ. Bây giờ bo cuối rồi. Chỉ cần lệch một nhịp thôi là anh em sẽ chết. Mình phải check kỹ càng. Không bị. Ôi, còn 3 tên. Một ông lại. Ôi chết ở đâu vậy ta? Rồi nhảy kìa. Biết ngay mà. Như vậy là một tên ở trên này. Hai tên. Cái đầu kìa, cái đầu kìa. À, đủ cái đầu. Rồi, hai tên. Mình sẽ không bắn vội. Bắn bây giờ là chắc chắn là sẽ lộ. Mình sẽ bây giờ như này nha. Từ từ để xem nó có mấy tên đã. Ít nhất là hai tên rồi. Như vậy là hai tên trên kia. Và sẽ có một ông lẻ ở đâu đó. Từ từ phải quan sát kỹ ra anh em ạ. Mình vẫn chưa biết là trên đấy có đủ ba hay không nữa cơ. Kìa, đang check kìa. Đây một tên này. Ở đầu kia một tên. Từ từ đã anh em ạ. Không được bắn vội anh em ạ. Mình sẽ đưa ra phương án cực kỳ xịn sò. Rồi, ba tên. Nhìn thấy ba tên rồi kìa. Bây giờ, được rồi. Như vậy là còn một team anh em ạ. Bây giờ cái phương án đưa ra là ít nhất mình sẽ phải nốc được một ông. Thì mình mới đẩy thẳng lên vào được. Nhưng mà con đường của mình đẩy thì nó hơi xa rồi. Như vậy là cũng phải nốc được hai tên đấy anh em.
Được rồi, mình sẽ từ từ anh em ạ. Từ từ, phải nốc được thì mình mới đẩy. Chiến thuật là như vậy. Chúng ta sẽ chơi ba thanh niên này, một team gọi là vòng bo cuối. Này thì ngồi này, một ông. Này thì ngồi nữa này. Ui giời ơi, đúng kịch bản rồi. Kịch bản đấy rồi. Ui, kịch bản anh Linh viết ra. Trời ạ, kịch bản nốc 2. Như vậy là chỉ còn một tên thôi. Kịch bản đã được ra rồi. Diễn viên của chúng ta là chỉ việc diễn xuất mà thôi. Công nét lên. Tầm này chắc chắn là sẽ cứu được, ít nhất là sẽ cứu được một tên anh em ạ. Đấy, anh em thấy kịch bản mình viết ra rõ ràng không? Chiến thật rõ ràng là chúng ta sẽ... Úi dồi ôi, lại nốc. Như vậy, ui nốc tận 2 lần. Ui dồi ôi, thơm. Top 1 rồi anh em ơi. Top 1 cận kề rồi. Những cái tính toán cực kỳ là EQ sẽ đem đến cho chúng ta top 1. Bây giờ thì mình sẽ vòng sang bên trái. À rồi, một ông mà cũng vòng sang trái ạ. Rồi, cứu xong rồi. Một ông được nữa là cứu xong rồi. Như vậy là mình nghĩ chưa kịp bơm máu đâu. Một ông, còn ông nữa thôi. Mình nghĩ chưa kịp bơm máu. Ui ôi, như vậy là cũng bơm máu rồi anh em ạ. Trời ạ, anh em thấy cái tính toán nó quá đỉnh cao không? Cứ như kiểu là được viết ở trong sách giáo khoa vậy. Ok, anh em thấy cái pha tính toán của mình như nào? Và clip mình nếu mà thấy hay, đừng quên để lại cho mình một like, một comment nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để clip hàng ngày của mình. Bây giờ thì hẹn gặp lại clip ngày mai nha. Bye bye.